Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, tình trạng bất ổn xã hội đang diễn ra ở Mỹ có thể bắt nguồn từ nhà trường. Tình trạng hỗn loạn và bạo động của phe cánh tả là kết quả trực tiếp của nhiều thập kỷ truyền bá giáo lý cánh tả trong các trường học của chúng ta. Tổng thống Trump mới đây phát biểu đáp lại yêu cầu rằng các bài học lịch sử cần bao gồm các cuộc thảo luận về phân biệt chủng tộc của hệ thống và sự phụ thuộc trước đây của đất nước vào lao động nô lệ. Các trường học đang truyền đạt cho học sinh rằng Mỹ là một quốc gia độc ác và phân biệt chủng tộc để khiến các em xấu hổ về lịch sử của chính mình, gọi đó là một hình thức lạm dụng trẻ em. Bằng cách xem xét mọi vấn đề qua lăng kính chủng tộc, họ muốn đưa ra một phân biệt mới và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Mặc dù có các hướng dẫn tự nguyện của Liên bang về giáo dục lịch sử, nhưng giáo trình do các bang quyết định. Tuy nhiên, ông Trump muốn các trường học khôi phục cái mà ông gọi là giáo dục lòng yêu nước. Thật nực cười khi một ai đó thậm chí có thể nghĩ rằng một người có thể giảng dạy lòng yêu nước. Rich Milner dạy về bình đẳng chủng tộc trong giáo dục tại Đại học Vanderbilt. Ông tin rằng giáo trình phải bao gồm các cuộc thảo luận trung thực về lịch sử của chế độ nô lệ và dân quyền, cũng như phân biệt chủng tộc ảnh hưởng đến xã hội Mỹ ngày nay như thế nào. Chúng ta cần có giáo trình hoặc các chương trình giáo dục chỉ ra sự thật, và sự thật của vấn đề là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trên đất nước này. Với các cuộc biểu tình tiếp diễn trên khắp nước, bình đẳng chủng tộc là một vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Trump gọi phong trào coi trọng mạng sống người da màu là một biểu tượng của sự căm ghét và phủ nhận sự tồn tại của nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden có quan điểm hoàn toàn khác. Tội lỗi căn nguyên của đất nước này vẫn còn vấy bẩn quốc gia chúng ta ngày nay và đôi khi chúng ta cố lờ nó đi. Chúng ta chỉ xúc tiến với hàng nghìn việc khác cho cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Để khôi phục lòng yêu nước trong các trường học ở Mỹ, ông Trump muốn thành lập Ủy ban 1776, là năm mà các thuộc địa ở Mỹ tuyên bố độc lập, ly khai khỏi Anh. Ông chỉ trích các bài học kết hợp với dự án 1619, từng đoạt giải Pulitzer của báo The New York Times, trong đó nêu chi tiết lịch sử đất nước từ năm mà những người nô lệ gốc Phi đầu tiên được đưa đến Mỹ và nhắm điều chỉnh lại lịch sử đất nước bằng cách đặt ra những hậu quả của chế độ nô lệ, làm trọng tâm của câu chuyện về quốc gia.